Sáng ngày 1 tháng 10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 tử vong. Theo đó, bà M đưa con gái từ tỉnh Bình Thuận vào thành phố Hồ Chí Minh để nhập học thì tai nạn bất ngờ xảy ra. Sau khi tai nạn xảy ra, bà M cùng 3 nạn nhân khác được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán để sơ, cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bà M nhập viện trong tình trạng hôn mê, được chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống, tràn máu màng phổi trái. Mặc dù được các y, bác sĩ của hai bệnh viện tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, bà M không thể qua khỏi. Đây là nạn nhân thứ 5 tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20. Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin Công an tỉnh Đồng Nai sẽ mở rộng điều tra xác định rõ trách nhiệm chủ xe Thành Bưởi và những người khác liên quan đến vụ tai nạn làm nhiều người thương vong. Công an sẽ mời chủ nhà xe Thành Bưởi tiếp tục làm việc để tiếp tục quán triệt các lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.